Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có 42.256 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Trong đó, có 37.766 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, 4.490 cơ sở do công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Các loại hình trên phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng, hoặc cấp phép một đằng nhưng thực tế thi công một nẻo, vi phạm về quy mô xây dựng, sai công năng được cấp phép, không đảm bảo yêu cầu cứu nạn cứu hộ, không chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Trong hội nghị triển khai cấp bách các giải pháp về phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo về giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy với loại hình kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Trong thời gian từ nay đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ.